Tại cuộc họp báo diễn ra tại Hà Nội sáng 5 tháng 7 vừa qua, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 cho biết vòng sơ khảo và trung khảo khu vực phía Bắc sẽ diễn ra từ ngày 9 đến ngày 17 tháng 7 tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Trong tổng số 140 thí sinh đã được chọn ra sau vòng sơ loại, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 dự kiến sẽ chọn ra 40 thí sinh qua vòng sơ khảo. Và 40 thí sinh này sẽ tham gia luyện tập với các chuyên gia tại Tuần Châu Hạ Long từ ngày 11 tháng 7 tới đây. Cuộc thi sắc đẹp uy tín và có bề dày gần 30 năm này cũng đã có nhiều đổi mới cả nội dung, cách thức tổ chức ở cuộc thi năm nay. Top 40 thí sinh tham dự vòng trung khảo sẽ được quan tâm hỗ trợ chăm sóc nền tảng dinh dưỡng tốt nhất trên con đường chinh phục vương miện với sản phẩm dinh dưỡng Nutrilite của nhà tài trợ Amway Việt Nam. Nutrilite hân hạnh đồng hành cùng các thí sinh thi Hoa hậu Việt Nam. Chúng tôi mong muốn rằng là người phụ nữ Việt Nam hiện đại không những đẹp từ bên ngoài mà vẻ đẹp phải xuất phát từ bên trong. Người phụ nữ Việt Nam hiện đại có sức khỏe, năng động cũng như là có kiến thức, đặc biệt là kiến thức về dinh dưỡng. Và chúng tôi hy vọng rằng là mỗi thí sinh là một đại sứ truyền đi thông điệp cho cộng đồng là phải biết chủ động chăm sóc sức khỏe, chế độ dinh dưỡng, rèn luyện tập thể dục thể thao để có được sức khỏe tối ưu. Bên cạnh đó, các thí sinh tham gia vòng trung khảo Hoa hậu Việt Nam 2016 khu vực phía Bắc sẽ được tham gia vào các hoạt động phong phú, quảng bá văn hóa du lịch Hạ Long, góp sức làm sạch môi trường biển, tham quan và giao lưu tặng quà cho công nhân ngành than tại mỏ than Hà Lồng. Đêm trung khảo khu vực phía Bắc sẽ diễn ra vào tối ngày 17 tháng 7 năm 2016 tại Tuần Châu, Quảng Ninh và dự kiến vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 sẽ được diễn ra vào trung tuần tháng 8 tại thành phố Hồ Chí Minh.